Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền Việt Nam. Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 7, bản tin có những tin chính sau đây. Các doanh nghiệp Việt phải thay đổi nhận thức để tồn tại trong kỷ nguyên số. Hệ thống giáo dục công lập quá tải, Thành phố Hồ Chí Minh cân nhắc kêu gọi xã hội hóa để giải quyết những mục tiêu trước mắt. Trải nghiệm không gian văn hóa Tây Nguyên cùng các kiều bào trẻ trong hành trình Trại hè Việt 2018. Tiếp tục cập nhật về tình hình khắc phục hậu quả của cơn bão số 3. Hiện nay tại tỉnh Hòa Bình có 17 tuyến đường bị ách tắc giao thông do mưa lớn gây ngập úng và sạt lở. Đáng chú ý là quốc lộ 6 đoạn qua tỉnh Hòa Bình, Sơn La có nhiều điểm ngập sâu, mọi phương tiện đường bộ đều không thể lưu thông. Đoạn qua xã Tổng Đậu, huyện Mai Châu vẫn ngập trên 2 mét, các phương tiện bị cấm lưu thông qua đây. Các phương tiện nhỏ như xe máy sẽ được thuyền bè chở qua. Còn đoạn qua bản Co Tang, xã Loa Luông, nước vẫn cao gần 1 mét. Các loại xe từ 3,5 tấn trở lên mới được phép đi qua, còn lại tất cả phải dùng xe cứu hộ để di chuyển. Cảnh sát giao thông tỉnh Hòa Bình đã tăng cường 100 cán bộ chiến sĩ, tổ chức phân luồng để không gây ách tắc, dồn ứ tại điểm ngập úng, đồng thời điều động xuồng máy phục vụ hành khách và người dân qua các điểm úng ngập sâu. Trước dự báo sẽ có một đợt mưa rất to trong vài ngày tới, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, kiêm trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai Nguyễn Xuân Cường đã chỉ đạo các địa phương phải dồn mọi nguồn lực, khẩn trương tăng cường các điều kiện đảm bảo an toàn hồ đập đê điều hơn nữa. Chỉ đạo được đưa ra trong chuyến kiểm tra hồ đập đê điều tại Hòa Bình và Ninh Bình ngay khi mưa vừa dứt. Bên cạnh việc đóng một cửa xả hồ thủy điện Hòa Bình để vùng hạ du thuận lợi tiêu úng, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường còn yêu cầu ngành thủy lợi tăng cường ứng trực 24 trên 24 giờ nhằm kịp thời điều chỉnh việc đóng mở thêm cửa xả hợp lý. Trên 80 lồng cá làng Vạn Chài cũng đã được chuyển khỏi vùng hạ lưu nhà máy thủy điện nhưng cần ổn định cuộc sống nơi tái định cư trên bờ cho 74 hộ dân làng Chài này, cũng như của hàng chục ngàn hộ dân trong các khu tái định cư sau sạt lở năm ngoái ở tỉnh Hòa Bình. Tại huyện Kiên Lương của tỉnh Kiên Giang, trong một tuần nay, tình trạng mưa lớn kéo dài cũng đã khiến sạt lở diễn biến phức tạp. Đá trên núi có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Vào ngày 18 tháng 7 vừa qua, hai tảng đá nặng khoảng 5 tấn đã lăn vào nhà người dân làm hư hỏng nhiều tài sản. Đây không phải là lần đầu tiên xảy ra tình trạng sạt lở đá ở núi Ba Hòn. Vài năm trước đã có 2 người thiệt mạng, 1 người bị thương vì những tảng đá nặng hàng chục tấn từ trên núi bất ngờ lăn xuống. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, trong tháng 7 này sẽ có hơn 110 hộ dân gần chân núi Ba Hòn được chuyển đến khu dân cư an toàn. 90 hộ còn lại vẫn phải ở lại dưới chân núi vì huyện không đủ kinh phí để di dời toàn bộ. Chuyển sang những nội dung đáng chú ý khác. Thế giới đang chuyển từ kỷ nguyên của điện tử hóa, tự động hóa và tinh học hóa sang kỷ nguyên của số hóa, thông minh hóa và trí tuệ nhân tạo. Các mô hình kinh doanh hoàn toàn mới đã và đang xuất hiện, lấn át các hình thức kinh doanh truyền thống, góp phần tạo nên thời đại kinh tế hoàn toàn mới, được gọi là thời đại kinh tế số. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết buộc các doanh nghiệp Việt phải thay đổi và nâng cao hơn nữa nhận thức về kinh tế số nếu không muốn bị tụt lại phía sau. Theo các chuyên gia, nhận thức của doanh nghiệp Việt hiện nay về phát triển kinh tế số còn yếu, dẫn đến nhiều lĩnh vực bị doanh nghiệp ngoại lấn áp, thậm chí triệt tiêu ngay tại sân nhà. Nhìn chung các doanh nghiệp Việt Nam, cái năng lực ứng dụng công nghệ để sẵn sàng với nền kinh tế số có thể nói là còn đang rất là yếu kém. Lấy một ví dụ hết sức cơ bản đó là chính là các hãng vận tải truyền thống là những nạn nhân đầu tiên của nền kinh tế số khi mà bị các cái doanh nghiệp nước ngoài với cái nền tảng công nghệ tốt đã hiện nay đang xâm lấn và có thể nói là đẩy lùi, thậm chí là triệt tiêu các doanh nghiệp vận tải truyền thống. Khi kinh tế thay đổi đấy thì cái quy luật cũng như là các cái chuỗi giá trị hoặc là các cái chuỗi cung ứng hoặc là cái hệ sinh thái nó cũng thay đổi. Thế thì bây giờ những cái doanh nghiệp mà không thay đổi ấy, thì lập tức nó sẽ bị đào thải ra trong cái nền kinh tế mới. Để thúc đẩy kinh tế số, các chuyên gia cho rằng Việt Nam cần kiến tạo môi trường sinh thái thuận lợi, trước hết là môi trường pháp lý, nhất quán về cơ chế chính sách và đặc biệt phải chấp nhận rủi ro để thử nghiệm các hình thức kinh doanh mới trên nền tảng công nghệ 4.0. Các lĩnh vực như tài chính, ngân hàng cần phải đi tiên phong. Rõ ràng là cái công nghệ nó mang lại một cái model kinh doanh mới rất sức hiệu quả và có thể sẵn sàng trở thành những cái doanh nghiệp sẽ đè lấn các cái ngân hàng.
nhưng ở Việt Nam thì nó lại là 82% xu hướng là hợp tác. 15 năm qua, với lợi thế nguồn nhân lực chất lượng, các công ty công nghệ Việt Nam phát triển mạnh là cơ hội để các doanh nghiệp Việt Nam phát triển kinh tế số. Việt Nam cũng nên hợp tác tích cực với Ngân hàng Thế giới để trao đổi kinh nghiệm về quản lý và công nghệ số. Cũng theo các chuyên gia, nền kinh tế số sẽ vừa tạo cơ hội để kết nối các doanh nghiệp, giúp kết nối các giá trị, như vậy sẽ tạo nhiều hơn nữa các cơ hội thành công và lợi nhuận. Hơn 65% dân số Việt Nam sinh sống ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Tuy nhiên, chỉ có 25% có tài khoản ngân hàng. Làm sao để người dân ở đây có thể tiếp cận nhiều hơn các dịch vụ ngân hàng? Nội dung này đã được thảo luận sôi nổi tại hội nghị Dịch vụ ngân hàng qua điện thoại di động cho người nghèo và phụ nữ do Ngân hàng Chính sách Xã hội tổ chức. Qua hơn một năm triển khai dịch vụ tin nhắn cho khách hàng ở 10 tỉnh vùng nông thôn, Ngân hàng Chính sách Xã hội ước tính có thể tiết kiệm hơn 42 tỷ đồng cho người dân vì họ không mất thời gian tới ngân hàng, vẫn đối chiếu được công nợ hay biết được số dư tiền gửi, tiền lãi. Chi phí hoạt động của ngân hàng cũng giảm đi 12 lần. Với vùng miền núi, người ta hộ dân người ta sẽ ở rải rác ở trên các cái quả đồi. Cho nên cái công chi phí mà đi đến được với người dân là rất là xa. Chi phí tin nhắn sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Tần suất cung cấp thông tin thì được nhiều hơn. Nhiều chuyên gia cũng đồng tình, đẩy mạnh ứng dụng ngân hàng trên di động sẽ kéo gần hơn khoảng cách giữa người dân ở vùng sâu, vùng xa với các dịch vụ ngân hàng. Đặc biệt khi gần 90% người dân nông thôn đều dùng điện thoại di động. Tuy nhiên, cần có hành lang pháp lý đầy đủ hơn thì ngân hàng mới có thể triển khai nhiều dịch vụ. Mở tài khoản thì vẫn phải có mặt ở ngân hàng, photo chứng minh thư. Thế nhưng mà bây giờ thì có thể dùng các cái công nghệ thì người ta sẽ có thể là coi như ấn các cái vân tay vào thì người ta có thể đối chiếu qua cái cơ sở dữ liệu dân cư của Bộ Công an. Hiện nay chúng ta chưa có một cái hành lang pháp lý nào cho cái câu chuyện này cả. Các chuyên gia cũng nhận định công nghệ số khiến dịch vụ ngân hàng trở thành chấp nhận được với cả khách hàng thu nhập thấp, đồng thời giúp họ cải thiện đời sống khi tiếp cận được vốn vay ngân hàng. Tiếp tục với một số tin kinh tế tiêu dùng đáng chú ý khác. Theo Reuters, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục giảm sâu vì lúa từ vụ thu hoạch mới ồ ạt về kho. Giá gạo Ấn Độ cũng xuống thấp nhất 15 tháng vì nội tệ và nhu cầu mua hàng đều yếu ớt. Giá gạo trắng 5% tấm xuất tại cảng Sài Gòn tiếp tục giảm về 390 đến 395 đô la Mỹ một tấn, thấp nhất kể từ tháng 10 năm 2017. Giá gạo xuất khẩu của Việt Nam gần đây giữ xu hướng giảm do nguồn cung từ vụ thu hoạch mới rất dồi dào. Rất có thể sau tháng 7 âm lịch, nhiều mẫu xe sẽ tăng giá. Các doanh nghiệp cho biết đang chịu sức ép tăng giá ô tô bởi tỷ giá đô la Mỹ gần đây tăng cao so với Việt Nam đồng. Đô la Mỹ cứ tăng thêm 500 đồng thì nhập khẩu một chiếc ô tô 10.000 đô la Mỹ, quy ra phải tốn thêm từ 8 tới 9 triệu đồng. Mời quý vị cùng chúng tôi tiếp tục chương trình với một điểm báo. Dẫn đánh giá của nhiều tờ báo quốc tế, trang tin điện tử Vietnam Plus đăng tải bài viết Báo chí quốc tế giải mã những bí ẩn của phép lạ kinh tế Việt Nam. Theo đó, các báo Sputnik của Nga, Le Temps của Pháp và tờ Inquirer của Anh đều ghi nhận kinh tế Việt Nam có sự tăng trưởng phi thường là nhờ hiệu quả từ các hiệp định tự do thương mại song phương cùng chính sách thuế ưu đãi đã thu hút nhiều nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần chủ động tránh phụ thuộc vào các nhà đầu tư nước ngoài trong bối cảnh có thể xảy ra các cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ với Trung Quốc và Liên minh châu Âu. Dẫn số liệu của Tổng cục Hải quan, báo điện tử Công Thương đăng tải bài viết, đến nửa đầu tháng 7 cả nước xuất siêu 2,5 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, sau nửa đầu tháng 7 năm nay, mức xuất siêu của Việt Nam vẫn duy trì ở con số cao. Trước đó, trong 6 tháng đầu năm nay, mức thặng dư xuất nhập khẩu của Việt Nam đạt trên 3 tỷ đô la Mỹ. Đây là con số cao nhất của 6 tháng đầu năm trong 5 năm gần đây. Xuất siêu cao là điều kiện để ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá. Bộ Công Thương dự báo kim ngạch xuất khẩu cả năm 2018 có thể đạt khoảng 240 tỷ đô la Mỹ, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái. Trang tin điện tử Sihuanet phiên bản tiếng Anh đăng tải bài viết vận tải hàng hải Việt Nam tăng 17% trong nửa đầu năm nay. Cụ thể đã có 255 triệu tấn hàng hóa được vận chuyển qua các cảng biển Việt Nam. Tuy nhiên, điểm đáng lưu ý là dù sản lượng hàng hóa tàu Việt Nam vận chuyển tăng 9%, song các tàu nước ngoài vẫn nắm giữ thị phần cho thị trường vận chuyển hàng hóa. Việt Nam có thị phần còn khiêm tốn do thiếu tàu container có khả năng thực hiện những chuyến đi dài cùng hệ thống cung cấp dịch vụ hậu cần hàng hải.
khách sạn Việt Nam là một trong những khách sạn tốt nhất trên thế giới là tiêu đề bài báo được đăng tải trên trang tin điện tử Asia Việt Nam phiên bản tiếng Nga. Dẫn kết quả khảo sát của tạp chí Travel Plus Blazer, bài viết cho biết The Four Seasons Hội An là khách sạn Việt Nam duy nhất lọt danh sách 89 trên 100 khách sạn tốt nhất trên thế giới. Danh sách được lập căn cứ trên bình chọn của hàng trăm ngàn độc giả. Khách sạn được đánh giá cao về chất lượng phòng, dịch vụ, thực phẩm, chi phí và vị trí. Trong phần tiếp theo của chương trình, hệ thống giáo dục công lập quá tải, Thành phố Hồ Chí Minh cân nhắc kêu gọi xã hội hóa để giải quyết những mục tiêu trước mắt. Trải nghiệm không gian văn hóa Tây Nguyên cùng các kiều bào trẻ trong hành trình Trại hè Việt 2018. Thưa quý vị, nếu mùa hè là thời điểm mà các em có nhiều thời gian để vui chơi, thì đối với các phụ huynh có con chuẩn bị vào đầu cấp thì ngược lại, tình trạng xếp hàng xin học cho con vẫn diễn ra suốt nhiều năm qua. Về lý thuyết thì nếu gia đình có đầy đủ thủ tục giấy tờ thì theo quy định là sẽ theo học tại trường đúng tuyến của gia đình. Nhưng thực tế không phải gia đình nào cũng được đi đường thẳng như quy định đã đặt ra. Việc chuyển lên cấp 2 của bé gái ở quận 6 thành phố Hồ Chí Minh này lại rất gian nan. Có hộ khẩu KT3, làm thủ tục đúng hạn, chuyển trường đúng tuyến, nhưng hồ sơ của em vẫn bị trả về vì trường đã tuyển đủ chỉ tiêu. Lúc đó thì cũng bực trong đầu, cũng bực tức lắm rồi. Sao mình ở đây bao nhiêu năm, đi làm ở Sài Gòn cũng 20 năm rồi, cũng có KT3 rồi, mà sao nó không được cho con cái, nó học hành mà nó khó khăn như vậy. Cũng phải vất vả lắm chứ, phải nhờ cậy người này, người kia. Suốt nhiều năm qua, tình trạng xếp hàng sớm hôm để xin học cho con vẫn còn tiếp diễn, chủ yếu là ở những quận huyện có lượng dân cư nhập cư đông đúc và những ngôi trường được mệnh danh là trường điểm công lập của địa phương. Phụ huynh vất vả, nhưng ngành giáo dục cũng nhọc nhằn không kém. Theo cái lượng tuyển sinh của khối lá năm nay thì theo chỉ tiêu là 205, nhưng mà nhà trường có thể tuyển sinh thêm 45 em nữa, thì trong đó sẽ có 18 em... tạm trú dưới 6 tháng và một số em điều tra sót. Chúng tôi cũng đã có cái trao đổi thống nhất với lại các đồng chí hiệu trưởng của các trường, đó là chúng ta sẽ thực hiện coi như là ưu tiên bố trí thêm các cái phòng chức năng, thu xếp thêm các cái phòng chức năng, hoặc là có thể là dồn lớp tăng sĩ số ở một số các cái khối lớp có thể để mà đầu tư bố trí dành cái phòng học cho cái việc tiếp nhận học sinh đầu cấp. Thì đây cũng là cái giải pháp tạm thời trong cái năm học này thôi. Với tốc độ đô thị hóa nhanh cùng với lượng dân nhập cư tăng mạnh mỗi năm qua, thì hệ thống giáo dục công lập ở thành phố Hồ Chí Minh không bắt kịp với sự phát triển này. Dù thành phố đã nỗ lực nhiều, nhưng chỉ đáp ứng được một phần nhu cầu thực tế. Sự phát triển năng động của thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút lượng lớn dân cư từ khắp mọi nơi trên đất nước đổ về. Trong đó, giao thông, y tế và giáo dục là những lĩnh vực thể hiện sự quá tải rõ rệt nhất từ việc tăng dân số cơ học. Trong cuộc họp Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh gần đây nhất, thì Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố đã cung cấp nhiều số liệu khiến cư dân của thành phố này không khỏi giật mình. Trung bình mỗi năm, thành phố Hồ Chí Minh tăng cơ học 60.000 học sinh, có năm tăng cá biệt đến 85.000. Trong đó, số học sinh không có hộ khẩu tại thành phố bình quân là 15.000. Thực tế này ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng giảng dạy, cụ thể là tăng sĩ số lớp, học sinh tham gia học 2 buổi một ngày, giảm, thiếu sân chơi, bãi tập. Ngoài ra, biên chế cán bộ, giáo viên cũng sẽ tăng, kéo theo việc tăng nguồn chi của thành phố. Có thể thấy là việc gia tăng dân số đang tạo áp lực quá lớn lên cơ sở trường lớp và đội ngũ giáo viên. Ngành giáo dục thành phố Hồ Chí Minh đã có các giải pháp đầu tư về hạ tầng, tuy nhiên cần phải có lộ trình, không thể một lúc là giải quyết hết được. Và trong lúc này, xã hội hóa là giải pháp được thành phố cân nhắc để giải quyết các mục tiêu trước mắt. Cái quy hoạch đất cho giáo dục mỗi năm mỗi tăng lên, tuy nhiên là cái nguồn vốn để đầu tư không phải lúc nào cũng có đầy đủ và kịp thời để đầu tư xây dựng. Nên là cái xã hội hóa rất là cần, và thành phố cũng đã có chủ trương trên những cái đất công như thế thì các cái nhà đầu tư, doanh nghiệp tư nhân thì có thể đầu tư để thực hiện cho giáo dục, cho xây dựng các cái trường học. Đồng thời đó là kể cả việc xây dựng trường học rồi thì trang thiết bị cũng cần cái sự chung sức
chỗ của các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp, các cái mạnh thường quân và kể cả phụ huynh học sinh. Thưa quý vị, bên cạnh sổ số truyền thống thì hai năm qua, sự ra đời của sổ số điện toán tự chọn đã thu hút được sự chú ý của nhiều người dân, đặc biệt là khi liên tiếp có những người trúng giải lên đến hàng chục, thậm chí là hàng trăm tỷ đồng. Trước những thông tin này thì nhiều câu hỏi đã được đặt ra, liệu có người trúng giải thật hay không? Tại sao khi nhận giải lại phải đeo mặt nạ? Phóng viên thời sự đã tham gia vào một buổi quay số của loại hình sổ số này để tìm câu trả lời. Khu vực tuyệt mật này có gắn rất nhiều camera. Đây là nơi chứa tất cả các thiết bị phục vụ cho buổi quay số. 40 phút trước giờ lên sóng trực tiếp. Tôi đang đứng cạnh một chuyên viên quay số mở thưởng. Mà trước khi lên sóng trực tiếp thì chuyên viên này sẽ tiến hành mở niêm phong bằng giấy và bằng siêu để kiểm tra các quả bóng và các thiết bị quay số mở thưởng trực tiếp. Bên trong căn phòng này, thiết bị đều được niêm phong và lựa chọn ngẫu nhiên. Từng quả bóng được cân trọng lượng dưới sự giám sát và xác nhận của hội đồng giám sát, gồm đại diện Bộ Tài chính, Bộ Công an hay là đơn vị kiểm toán. Tất cả hình ảnh được truyền qua hệ thống camera để lưu trữ. Sau đó máy tính sẽ đóng và chốt doanh thu. Ở khu vực trường quay, giờ quay số được lên sóng trực tiếp. Xin được chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình quay số một lần. Sau khi tìm được dãy số trúng giải thì các thiết bị một lần nữa được cất vào kho chứa và niêm phong để hoàn tất quy trình. Chúng tôi là đại diện hội đồng giám sát, là đại diện cho những cơ quan quản lý nhà nước để đảm bảo cái tính chất công khai, minh bạch và khách quan, mang lại cái lợi ích tốt nhất cho những người tham gia quay số mở thưởng, những người chơi. Trên thực tế thì dù được truyền hình trực tiếp nhưng với tính chất giải thưởng có những kỳ rất cao thì vẫn có rất nhiều nghi hoặc về tính xác thực của giải thưởng hay là người trúng. Ngay từ đầu, người trúng thưởng khi ký vào những cái biên bản hay khi làm việc với cơ quan ban ngành ấy thì họ không được đeo mặt nạ. Đấy, tuy nhiên, theo luật của Việt Nam ấy, thì người trúng thưởng họ có quyền bảo mật thông tin. Sổ số điện toán với đặc tính và yêu cầu minh bạch, khách quan tuyệt đối thì buộc phải có ứng dụng công nghệ. Đặt cái mục tiêu là áp dụng cái công nghệ hiện đại để đưa vào cái hoạt động kinh doanh sổ số mà nhiều nước trên thế giới đã áp dụng. Đặc biệt là những cái nước ngay như nước ở trong khu vực châu Á của chúng ta thôi, hoặc Đông Nam Á, thì những năm 80 thì họ đã đưa công nghệ vào hoạt động sổ số. Niềm tin của khách hàng trong sổ số được ví von là quý hơn vàng. Nỗ lực để có được điều đó thì sổ số điện toán mới phát huy được hết vai trò là một loại hình vui chơi giải trí hợp pháp, hấp dẫn, có nhiều đóng góp cho ngân sách địa phương. Mario, Pac-Man hay Duck Hunt là những trò chơi điện tử nổi tiếng gắn liền với tuổi thơ của nhiều người. Tuy nhiên, đã bao giờ quý vị nhìn thấy các nhân vật của những trò chơi điện tử này bước ra khỏi màn hình máy tính và xuất hiện trên các bìa cắt tông chưa ạ? Một nhóm các bạn trẻ đã làm sống lại những trò chơi điện tử mà từ lâu đã bị lãng quên này và khéo léo biến chúng thành những trò chơi sinh động trên các bìa cắt tông với những vật liệu rất đơn giản. Người cùng sớm nước Mario vượt qua các chướng ngại vật để giải cứu công chúa. Điều khiển một chú chim bay giữa các cột ống màu xanh lá cây. Hay tham gia vào trận chiến đấu 1-1. Tất cả đều được chơi trên các tấm bìa cắt tông. Đây là những sản phẩm thủ công được thực hiện bởi một nhóm các bạn trẻ người Việt Nam sở hữu kênh YouTube Sata Production. Khi mà mình có nhỏ ấy, thì mình cũng rất là yêu thích những cái sản phẩm chế cháo nhỏ nhỏ thôi. Khi mình chưa có gì thì mình phải đi học hỏi thôi, đi học hỏi từ các nguồn. Và khi mà có rồi ấy, thì mình tự đặt ra câu hỏi là làm sao để nó khác biệt đi và nó trở thành cái mới hoàn toàn. Với những vật liệu dễ dàng tìm được, bao gồm bìa cắt tông, súng bắn keo, dây đồng, pin, nhóm bạn trẻ này đã biến các nhân vật hư cấu thành những vật thể có thể chạm vào, di chuyển và tương tác. Quá trình làm thủ công này thay đổi tùy theo mức độ phức tạp của sản phẩm. Tuy nhiên, mỗi sản phẩm đều liên quan đến việc gấp các tấm bìa cắt tông thành các hình dạng khác nhau, gắn chúng lại với nhau và kết hợp khéo léo với những dụng cụ khác. Lúc đầu thì bọn mình cũng không có định hướng sâu sắc về lâu dài, mà đơn giản bọn mình chỉ việc là thích cái gì thì sáng tạo đấy thôi. Khi bọn mình làm về game, làm về trò chơi thì tạo sự đột biến cực kỳ cao. Hãy qua hơi hàng chục triệu, hàng trăm triệu lượt xem. Nhờ sự chuyên nghiệp cũng như khéo léo của mình, sau hơn một năm kể từ khi thành lập, Sata Production đã thu hút hơn 200.000 người theo dõi và giúp họ đạt được nút bạc từ YouTube. Nó là một cái sự
sự công nhận. Nó là một cái giải thưởng để mọi người có thể tiếp tục gắn bó sau một cái quá trình rất là khó khăn, rất nhiều khó khăn để đạt được kết quả. Có hàng trăm nghìn người ở trên khắp thế giới đang theo dõi bọn mình. Nó là một cái động lực cực kỳ to lớn để bọn mình tiếp tục phát triển. Với những video hướng dẫn của Sata Production, người xem hoàn toàn có thể tạo ra các sản phẩm thủ công tương tác độc đáo, xóa mờ ranh giới giữa thế giới thực và ảo. Hay đơn giản hơn, chúng ta có thể sống lại với tuổi thơ qua việc xem những nhân vật trong trò chơi điện tử yêu thích của mình chạy nhảy trên bìa cắt tông. Niềm vui thực sự có thể đến từ những điều đơn giản như một tấm bìa cắt tông và một vài cây bút chì. Từ 38 thí sinh tham gia những phần thi ấn tượng trong đêm chung khảo phía Bắc diễn ra vào tối qua ngày 23 tháng 7 tại quảng trường Bình Minh, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An. 25 thí sinh xuất sắc nhất đã chính thức góp mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam năm 2018. Các thí sinh đã lần lượt trải qua 3 phần thi áo dài, áo tấm và trang phục dạ hội. Trong hành trình chung khảo phía Bắc từ ngày 11 đến ngày 22 tháng 7, các thí sinh đã có nhiều trải nghiệm đáng nhớ tại Nghệ An như về thăm làng sen quê bác, dọn rác trên bãi biển Cửa Lò ngay khi cơn bão số 3 đi qua, thăm đảo chè Thanh Chương, học hát dân ca ví dặm Nghệ Tĩnh. Trước đó, vòng chung khảo phía Nam diễn ra ở Bình Định cũng đã xác định được 19 thí sinh dự vòng chung kết. Trần Ngọc Lâm mang số báo danh 548. Tiếp nối hành trình trại hè Việt Nam 2018, lúc này các thanh thiếu niên kiều bào đang đến với vùng đất Tây Nguyên, nơi chung sống của hơn 47 đồng bào dân tộc anh em với nhiều sắc thái văn hóa độc đáo. Tại đây, các kiều bào trẻ đã có cơ hội tham gia sinh hoạt cộng đồng và tìm hiểu cuộc sống của người dân bản địa. Ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng trải nghiệm không gian văn hóa Tây Nguyên với các bạn trẻ trong phóng sự sau đây. Dù không phải ngày lễ, nhưng làng văn hóa Pleidon, tỉnh Kon Tum vẫn rộn tiếng cồng chiêng. Đó là màn chào đón của những người dân nơi đây với tình cảm nồng nhiệt nhất dành cho các bạn trẻ kiều bào. Cùng với người dân bản địa, các thanh thiếu niên kiều bào đã nhanh chóng hòa vào những điệu nhảy của người Tây Nguyên. Với nhiều người, đây là lần đầu tiên họ được đặt chân đến mảnh đất này và đây là những trải nghiệm không thể nào quên. Quần áo rất là đặc sắc và mát mẻ, nhảy lại là vui bột và văn hóa rất là mạnh mẽ. Có rất nhiều người dân tộc và thế thì mọi người sẽ biết nhau hơn và cái này là một điều rất tốt, anh nghĩ. Hòa mình vào không khí lễ hội buôn làng Tây Nguyên, các bạn trẻ kết thành vòng tròn thưởng thức rượu cần, hương vị đặc trưng của núi rừng Việt Nam. Stop. Nó rất ngọt. Rất ngon, em thấy rất ngon. Vâng, cái này rất dễ chịu, uống được cả mình cũng được. Em về lại bên nước ngoài em muốn lại tìm được lại rượu này. Và đến với Tây Nguyên không thể không biết đến cách làm cà phê. Phải nói một điều rất là ngon ạ. Em trước là cũng có người quen ở Tây Nguyên là cũng được thử trước đấy rồi và em còn mang sang nước ngoài nữa. Nên là mọi người một khi mà mình chỉ cần cái túi cà phê nó vào đến trong nhà là mùi khắp nhà luôn, là rất là thơm và cái hương vị của nó thì rất là đặc trưng và rất là nó tươi và nó nguyên chất đấy ạ. Mảnh đất Tây Nguyên chắc chắn sẽ để lại những dấu ấn đặc biệt trong trái tim mỗi người Việt trẻ trong hành trình trở về quê hương lần này. Việt Nam đẹp lắm, trại hè vui kinh khủng. Hãy về Việt Nam với chúng tôi. Yeah! Cuối bản tin là các thông tin dự báo thời tiết.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin thời sự trưa của Đài Truyền Việt Nam. Để xem lại bản tin, quý vị có thể truy cập vào địa chỉ trang web vtv4.vn hoặc địa chỉ YouTube vtv4go. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.